chì mỏ của mình. Tò mò chúng tôi tranh này, hãy theo dõi video này cùng với mình. Và chú khỉ này thì mình sẽ sử dụng màu nâu đậm này để tô nhé. Chuối này thì mình sẽ sử dụng màu vàng của tôi. Thank you.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về chú khỉ này rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh về chú khỉ này của mình. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh để theo dõi kênh những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.